Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hôm nay thì mình sẽ quay bán một chiếc ghe cho tất cả các bạn mọi người cùng xem. Với lại là qua đây thì anh em nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ số điện thoại ở trên màn hình ha. Bây giờ thì mình sẽ nói sơ qua cái thông số của chiếc ghe này. Chiếc ghe này có chiều ngang là 4m1, chiều dài là 16m, được gắn động cơ là Cummins 350, hộp số là 4,5 tua. Chân vịt thì bằng thau 1m35. Thì số điện thoại là 0388 760 487. Thì mình sẽ để bên góc bên tay phải màn hình. Thì ghe này là ở Kiên Giang ha. Cái cây là cái cây Bobo nha. Thì chiếc ghe này hiện tại là đang làm cá cơm. Thì kêu bán thì bây giờ ví dụ như anh em nào có mua về làm lưới ghẹ hay là làm lú thôi thì cũng vẫn được nha các bạn. Nó rất là vừa cái kích cỡ ha. Tại vì nguyên nhân là chủ ghe không có bạn đi cho nên là kêu bán, chứ thật sự thì ghe vẫn còn đang hoạt động bình thường. Đây thì ngoại hình của ghe này các bạn nhìn thấy rất là đẹp ha. Giờ thì mình sẽ đi từ phía trước ra phía sau cho mọi người xem. Đây cái lớp keo ở phía trước thì các bạn thấy này, ghe này thì nói chung là còn rất là mới ha. Nói chung là mình thấy cũng còn rất là được. Đây là hai cái ngán cá cơm này. Đó thì ghe này là có mấy hầm, 1, 2, 6 hầm nha. Thì đồ nghề đồ đạc thì ghe cũng còn rất là sạch các bạn. Ủa đây con dở hầm lên coi thứ đây. Đây hầm cây này. Rồi còn cứng thừ ha. Đó nhìn sạch sẽ. Thì anh em cô chú nào đó có làm lú làm gì thì cái giá là 750. Ủa mình có thương lượng không vậy? Giá cứng luôn. Giá đó là mình kêu giá một luôn ha. Đó thì mọi người có mua thì liên hệ gặp trực tiếp chủ ghe ha. Không có qua cò chim hay để bàn hết. Đây là cái dàn phi dầu. Đó là cái ngoại hình phía trước này. Thì nói chung là cây cối rồi thì còn rất là im. Bên trong cái thì mình sẽ vô cái hầm máy cho mọi người xem. Đây bên trong buồng tài công này. Đó thì cây cối thì nói chung rất là sạch sẽ, lớp lan các bạn, chứ không có quá là bề bộn gì bao nhiêu nha. Thì cũng như mình nói là ghe thì vẫn còn đang hoạt động bình thường, nhưng mà có cái là bạn bè không có đủ rồi, chủ ghe thì cũng 2-3 chiếc cho nên là cho ra đi em này. Đây giờ xuống hầm máy cho mọi người xem nha. Đây là bên trong cái ở trong này. Đi ra sau đây. Ghe này là mua là vừa với lưới ghẹ hay là lú rồi là vừa luôn các bạn. Đây, máy Cummins 350. Này, ở trong là cái hầm của anh em ngủ là nhìn nó cực kỳ là thoáng nha các bạn. Nó không có dơ, không có bề bộn quá nha. Còn đây là cái hầm máy này. Đây Cummins 350. Đâu cần đề thứ gì vậy? Đây, máy nè. Hộp số là 4,5 tua nha. Chân vịt thì bằng thau. Máy thì nói chung còn rất là im. Giờ em đi lấy chìa khóa để cho tất cả các bạn mọi người cùng xem là cái máy như thế nào ha. Thì cái giá là giá đó là chủ ghe không có bớt nha. Thì mọi người có chi tiết gì thì liên hệ vô số điện thoại của chủ ghe là chắc nhất. Ở đây đi con. Cứ để bao lâu rồi mới đề lại vậy? Để cũng lâu rồi chưa có đề nữa.
Cũng lâu rồi chưa đài mà đài cái là cháy gì đó ha. Ghe chạy được 11 lý ha. Rồi cứ tắt đi, tắt đi. Đó thì nãy bên chủ ghe có thử máy móc đồ các bạn. Đây thì cây cối thì mình quay cho mọi người xem là chi tiết ha. Cây là cây bô bô nha, từ cái mà mấy cái trụ ở phía sau sàn khô ở cái lái này thì nói chung còn cũng rất là sạch, thì chủ ghe thì tương đối rất là kỹ. Từ cái chỗ nào đến chỗ nào này. Giờ mình cũng không biết quay chỗ nào để cho mọi người xem nữa, thì mọi người có quan tâm thì liên hệ số điện thoại mình để bên góc bên tay phải màn hình đó. Thì anh em liên hệ vào đó để gặp chủ ghe cái vấn đề giá cả. Thì cũng như mình nói là cái giá là 750 ha, là chủ ghe không có bớt. Ồ, cái này là nói chung là còn mình thấy rất là im các bạn. Đấy thì ủa cái ghe trước mình làm lưới ghẹ hả vậy? Lưới ghẹ nha, tại vì vấn đề bạn bè bây giờ thì nói chung là cũng nhiều cái cũng chán nản các bạn, cho nên là không có làm nữa. Lên trên quay cái sàn khô cho mọi người xem này. Ôi má ơi. Đây sàn khô ở trên thì cây thì nói chung cũng không quá tệ nha. Còn rất là im. Giờ mình đi xuống dưới đây cho mọi người xem nè, cây ở bên dưới hầm này. Đó các bạn thấy chưa? Chủ ghe rất là kỹ, từ cái cong cái đà rồi nói chung là dầu mỡ rồi, nhìn các bạn này, thấy đen thùi lùi thấy không? Nè, từ chi tiết luôn này các bạn thấy không? Nó thì mình không có quá gành gì vì cái gõ gàng, thì anh em muốn gõ gàng thì có thể liên hệ qua anh chủ ghe. Cũng như mình nói là không có không có qua cò chim hay để bàn hết, gặp trực tiếp chủ ghe ở đâu là nói chuyện. Thì ghe là ở Dàm Gầy Kiên Giang ha. Cây cối này. Ủa đó cái bè này mấy phân không biết không vậy? 3 phân đủ. 3 phân đủ ha. Keo dưới đường đó là rồi em nên lắp lại thêm 6 lớp ha. Đây thì một lần nữa thì mọi người có quan tâm thì liên hệ qua cho chủ ghe ha. Thì có lẽ cái video mình tạm dừng tại đây nha. Thì mình cũng không có quay gì nó quá nhiều. Vậy sơ sơ thì là mọi người có thể là biết được cái vấn đề là cái kết cấu của ghe với lại là máy gì, hộp số gì, thì mình cũng đã đọc qua hết cho tất cả các bạn mọi người cùng xem rồi đó. Ủa chiếc ghe này nếu mà chở lưới ghẹ là chở được nhiêu cờ cưng? 150 ha. Còn nếu lú? À lú cỡ 150 ha. Cái ghe này nếu mua về thì xài chứ đâu còn nữa đâu ta. Em về xuống rồi ghe xài, còn cá cơm em giao luôn đó. Cá cơm luôn là 750. Còn nếu mà cá cơm thì chú ghe giao luôn hai cái ngán. Còn nếu mà anh em nào làm lú thì mua gắn lú vô. Mua lú xuống rồi lưới ghẹ thì đưa xuống. Rồi video mình tạm dừng tại đây nha. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.